chị có thể thấy ha, đường xá dân cư ha. Đó. Ô tô chạy đường này rất là đông luôn chị ha. À, hiện tại mình đang có mặt ở đây là chính xác là ngay ở trung tâm xã Phước Tân ha, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị ha. Chị có thể thấy đường xá này hả, đường nhựa rất là đẹp luôn và có mương nước hai bên này rất là rộng luôn, chắc rộng khoảng là trên 8 mét kể cả vỉa hè luôn chị ha. Đó. Nằm khu dân cư đông nghẹt luôn chị. Đó. Và nay em Điền có một cái sản phẩm gia chủ gửi bán ha, giá cũng là được gọi là cực kỳ hợp lý luôn chị ha. Đó. À, thì em Điền nói sơ qua ha, thì bất động sản mình đang có là 330 mét vuông anh chị, và đang có mặt tiền đường này là 10 mét ha. À, và đặc biệt có 100 thổ cư anh chị ha. À, cũng thổ cư cũng tương đối là cũng nhiều cũng được anh chị ha. Đó, và mặt tiền đường này kinh doanh mua bán nhỏ lẻ rất là nhiều luôn anh chị nha. Ở mặt tiền mua bán kinh doanh anh chị ha, đó đối diện là một cái quán ăn sáng này đó. À, có thể kinh doanh mua bán ăn sáng đây này. À, và đối diện nữa là bên này là rửa xe Thay Nhớt này. À, và trên cung đường này thì có rất là nhiều cái chỗ mà kinh doanh mua bán nhỏ lẻ chị ha, như tạp hóa và spa, nail, làm tóc, làm đẹp này kia anh chị. À, rất là nhiều đó. À, và em Điền ở đây chính xác là ngay cái khu bàn cờ anh chị ha. À, nói chung là đường này sẽ thông song với lại tỉnh lộ 328 ngoài này. À, 328 ngoài này thì đằng sau đích cái nhà này thôi là mặt tiền của đường ngoài 328 rồi chị ha. Đó. À, 328 thì anh chị cũng đã biết rồi, cái tuyến đường huyết mạch mình đi về Hồ Tràm anh chị ha. À, đi xuống biển Hồ Tràm thì khoảng đâu đó là 10 phút đi đường ha, khoảng 10 cây số thôi anh chị. À, cũng rất là gần anh chị ha. Và ra trung tâm Phước Bộ cũng như là huyện Xuyên Mộc anh chị. À, thì khoảng đâu đó 1 đến 2 cây thôi. À, cũng rất là gần anh chị. À, đường này có thể đó, đường này có thể ra 328 được anh chị này. À, nói chung là đường này nhỏ thôi nhưng mà có mấy đường khác rất là bự anh chị ha. Đó, ngoài kia là 328 rồi. Đó, và những cái đường bàn cờ thì đi đâu cũng gặp ngã tư này, mình rẽ phải mình ra 328, có mấy đường rất là rộng. À, đây là đường điển hình đường hẻm thôi. Đó, còn đầu này thì có mấy đường bên tay trái là đường nhựa này, mình ra rất là gần luôn chị ha. Đó. Thì ngay chỗ này thì cách trung tâm xã Phước Tân cũng như là ủy ban trường học các cấp khoảng đâu đó là vài trăm mét thôi anh chị ha. Mình đi thẳng đường này khoảng vài trăm mét thôi là mình đụng ngay trung tâm xã rồi. Thì đó có chợ đò vân vân, nói chung là tiện ích tiện nghi đầy đủ chị ha. Đó. Và đây cái bất động sản em đều muốn giới thiệu tới cô anh chị nằm ngay đây anh chị ha. Đang có diện tích là ngang 10 ha, ranh là thì từ giáp cái nhà này đó sâu vào trong là 33 mét anh chị, và mặt tiền qua đây là được 10 mét anh chị ha, qua tới đây ha, đó ngay cột này thẳng lui là 33 mét, đất bình vuông vức anh chị ha, mặt tiền được 10 mét và hậu được 10 mét ha. Đó, và đã có sẵn 100 thổ cư rồi anh chị. Bất động sản mình đang có hướng là Tây Nam anh chị nha, và em đi cũng xin được báo giá luôn chị. À, bất động sản mình đang cần bán là 1 tỷ 790 triệu anh chị ha. Đó, đúng ra thì chủ kêu là chào 1 tỷ 8 anh chị ha, nhưng mà em Điền sẵn sàng bớt 10 triệu cho cô chú chị mình ha, để mà cô chú chị có thể đầu tư này, an cư lạc nghiệp này, và có thể là mua để dành anh chị ha, cũng có thể là cắt ra làm hai được luôn gì ha. Đó. Bất động sản mình thì phủ hồng toàn bộ, mình có thể lên thêm thổ cư thoải mái gì ha. Đó. Khu vực này thì nói chung là dân cư thì tất nhiên sẽ có điện rồi, và chỗ này là có nước máy luôn rồi anh chị ha. Đây, cái hộp nước máy đây ha. Đó, khu vực này là đã sử dụng nước sạch rồi chị. Đây là mới có cái giá là 1 tỷ 7 90 triệu anh chị. À, dân cư đông, nhà sạch sẽ luôn. Đi xuống biển thì em Điền nói đó khoảng 10 cây. Từ Sài Gòn mà có gì di chuyển ra đây thì mất khoảng đâu đó là 2 tiếng đồng hồ mình đi cao tốc anh chị ha. Và tương lai có cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu xong nữa thì mình di chuyển khoảng 1 tiếng rưỡi thôi là mình có thể đến ngay vị trí bất động sản cũng như là trung tâm huyện Xuyên Mộc rồi anh chị. Đó. Đường xá chị thấy nè, ở đường nhựa ô tô né nhau thoải mái, đi thoải mái luôn gì ha. Đó. Rồi có chị nào quan tâm bất động sản này liên hệ số điện thoại 0788668834 nha. Thì chỉ nữa mình sẽ gặp trực tiếp chủ để mình thương lượng thêm anh chị ha. Đó. À, cảm ơn cô chú đã quan tâm và theo dõi kênh của mình ha. Hẹn gặp lại cô chú những video clip lần sau. Xin chào. At the desert.